Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Bát Sát đã tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ ngày 30 đến ngày mùng 5 năm Tết, Công an huyện Bát Sát đã phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 11 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp xử phạt hành chính 34 triệu đồng. Việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân. Trong dịp Tết, trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau Tết, lượng người đi du xuân và tham gia các lễ hội tăng, việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn tiếp tục được công an huyện tăng cường.